chào các bạn nhá. Mình vừa mới làm về đây. Hôm nay thì mình đứng ở cái chỗ cũng ở bờ sông, nhưng mà cái khu vực chỗ của mình đang đứng đây là có mấy cây hoa anh đào đấy các bạn. Đấy, chỗ mình đây là cái vùng nông thôn các bạn ạ. Ở gần đây thì có một cái trường gọi là cái trường quân đội ở Nhật Bản đấy. Đây các bạn ạ, có hai cái máy bay trực thăng nó đang diễn tập này. Chỗ mình đây thì gần trường quân đội, thế nên là buổi chiều chiều tối này thường có máy bay trực thăng học sinh là tập lái đấy. Chiều nào cũng vậy các bạn ạ, cứ bay lượn nở xung quanh cái khu vực chỗ mình đang sống này. Hôm nay thì mình về qua đây thì mình sẽ quay một cái video chia sẻ với các bạn một chút về cái chi phí nuôi cái xe ô tô ở Nhật Bản, xem là một tháng hay bao nhiêu tiền nhá. Mình thấy là một số bạn có hỏi mình là chi phí một tháng nuôi cái xe ô tô này hết bao nhiêu tiền ấy. Mình nghĩ là những bạn đó cũng có cái ý định là mua ô tô đúng không? Đấy thì hôm nay thì mình sẽ quay một cái video chia sẻ với mọi người xem là cái chi phí nuôi ô tô ở Nhật Bản một tháng hết bao nhiêu tiền nhá. Để mọi người có thể tính toán xem là có nên là mua ô tô hay không các bạn nhá. Đấy, trước khi vào video thì mình quay cho bạn xem một chút cái chỗ xung quanh mình đang đứng này. Phía bên này là một cái ngôi làng nhỏ nhỏ này các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở ngay đầu làng một cái miếu con này. Cũng khá là giống ở Việt Nam mình đúng không? Có thể là gió hơi to các bạn nhá. Đây còn phía bên này có một cái công viên nhỏ nhỏ thôi. Công viên cho các bé ở khu vực xung quanh đây để đến đây chơi ý. Đây còn phía bên này là một cái cầu và một cái sông này các bạn. Đấy cái sông này bình thường thì ngày bình thường thì nước có lông lắm các bạn ạ. Khi nào mà có mưa lũ rồi mưa bão ấy thì nước lại dâng cao lên. Đấy rồi ok thì mình sẽ đứng vào góc này đã. Chỗ này gió to quá. Đấy các bạn ạ, thì nói thật là ở bên Nhật Bản này ấy, thì để mà học được cái bằng lái xe ấy, thì nó mới là khó. Còn để mua được xe ô tô thì cực kỳ đơn giản. Nếu mà các bạn cứ chịu khó, nói chung là các bạn cứ chịu khó làm ăn rồi tiết kiệm một chút đi, thì cái việc mà mua được ô tô để đi ở bên này thì nó cũng đơn giản thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề là học và thi đỗ được bằng. Và thật các bạn là mình không phải là mình khoe gì đâu, nhưng mà nhiều bạn ở bên này ấy, đi thi bằng lái xe ô tô thì có thể là thi đến 5-7 lần vẫn trượt. Trong thời gian tới nếu bạn nào mà quan tâm đến cái vấn đề là học và thi bằng lái xe ấy, thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Đấy mình cũng mất công mình học khoảng 3 cho đến 4 tháng các bạn ạ. Mình chỉ học vào thứ bảy chủ nhật và những ngày nghỉ của mình thôi. Thế nên là mình học cũng khá là tốn thời gian, khoảng 3 cho đến 4 tháng. Và may làm sao mà mình đi thi một lần là đỗ luôn các bạn ạ. Thế nên là cũng đỡ phải mất thời gian để đi thi và đi học lại. Rồi ok thì giờ mình sẽ lên xe ngồi và chia sẻ với các bạn một chút về các cái khoản mà mình phải chi trả các bạn nhé. Đấy các bạn ạ, ở bên Nhật này thì họ là một đất nước sản xuất được ô tô mà. Thế nên là cái giá thành ô tô ở Nhật Bản, các cái xe cũ đã qua sử dụng thì nó cũng khá là rẻ. Tài chính các bạn có khoảng 10 man, 20 man cho đến 3, 40 man thì các bạn cũng đều có thể là mua được xe ô tô. Cái xe của mình đây là cái xe cũ và mình mua về cái giá là 19 man thôi. Tính ra tiền Việt khoảng là 40 triệu thôi các bạn. Đấy. Nếu mà mua ô tô ở Nhật Bản thì chắc là cũng chỉ ngang với một chiếc xe máy ở Việt Nam đúng không? Quan trọng nhất vẫn là cái bằng lái xe các bạn ạ. Ở bên này mà lái ô tô mà không có bằng lái xe ấy, công an nó bắt được là có thể là bị ngồi tù khá là lâu đấy các bạn ạ. Rồi ok thì mình sẽ nói tóm tắt qua một chút về các cái khoản mình phải chi trả khi mà nuôi ô tô Nhật Bản nhé. Đầu tiên là chính là cái tiền đăng kiểm xe các bạn nhé. Cái tiền đăng kiểm xe và cái tiền mà bảo hiểm bắt buộc. Đấy, cái đó gọi là xạ kền. Đây các bạn nhé, cái tem này gọi là cái xạ kền ở Nhật Bản này. Gọi là cái đăng kiểm xe ở Nhật Bản ấy. Đấy, thường thì ô tô sẽ dán vào các cái góc này hoặc là cái góc bên này. Đấy. Ở bên này thì khi mà mình đi ô tô ấy, thì cái hạn đăng kiểm xe là 25. Ở trong cái tem này thì nó có ghi cả ngày hết hạn đấy các bạn. Thế nên là khi mà gần hết hạn trước 1 tháng hoặc là trước khoảng 1 tuần hay 2 tuần gì đó, chúng ta sẽ phải mang ra cửa hàng để họ có thể là kiểm tra và làm lại cái giấy đăng kiểm cho mình. Cái xạ kền thì nghĩa là họ sẽ kiểm tra xe của mình xem có hỏng bộ phận nào không này, lốp có mòn không này, hoặc là họ sẽ kiểm tra và họ sẽ thay dầu máy rồi thay nước làm mát các thứ ấy các bạn. Đấy khi mà họ xạ kền cho mình thì họ sẽ kiểm tra toàn bộ xe. Chỗ nào mà hỏng ít thì họ sẽ sửa chữa, mà chỗ nào hỏng nhiều thì họ sẽ thay. Đấy và cái tiền xạ kền này thì còn tùy thuộc vào xe nữa, có thể 5 man, 10 man các thứ các bạn. Đấy nhiều bạn thì mình thấy là mua các cái xe cũ thế này ấy, và khi mà đến hạn xạ kền ấy, xạ kền mà tốn kém quá thì các bạn thường là mua xe mới luôn các bạn. Cái tiền xạ kền này thì cái xe của mình thì mình thấy họ nói là khoảng 5 man trong vòng 2 năm thì tính ra mỗi tháng là khoảng 1 cho đến 2 sen thôi các bạn ạ. Tiếp theo đó chính là cái tiền bảo hiểm tự nguyện. Bảo hiểm tự nguyện thì mình đăng ký trên web thì mỗi tháng mình mất khoảng là 5 sen nữa, 5.000 yên nữa. Bảo hiểm tự nguyện này ấy, thì khi mà ví dụ nha, nếu mà không may thì mình gây tai nạn hoặc là mình bị gây tai nạn ấy, thì cái công ty bảo hiểm nó sẽ đứng ở giữa và nó sẽ chịu trách nhiệm là thanh toán cho người bị hại và cho cả xe của mình nữa. Thế nên là mọi người đi xe ô tô ở Nhật Bản ấy thì cũng nên là mua bảo hiểm tự nguyện các bạn nhé. Rồi ok, tiếp theo đến một cái chi phí nữa, chính là cái chi phí tiền xăng xe các bạn nhé.
Rồi ok, thì mình sẽ tính thế nào nhỉ? Thời gian vừa rồi thì mình đã đi thử và mỗi tháng thì mình đổ xăng có 2 lần thôi. Đấy, nghĩa là 2 tuần mình mới đổ một lần. Và mỗi lần mình đổ là khoảng 2 sen, nghĩa là 2.000 yên các bạn. Và mình chạy trong khoảng là mình cũng xem công tơ mét ấy thì 2.000 yên tiền xăng thì sẽ được khoảng là 14 lít. 14 lít thì mình chạy được khoảng là 200 cây số. Tính ra thì 100 cây số thì sẽ hết khoảng là 7 lít các bạn nhá. Một tháng thì mình chạy khoảng là 400 cây cho đến 500 cây thì mình hết khoảng 4 sen tiền xăng các bạn nhá. Cái tiền xăng xe này thì còn tùy thuộc vào mọi người thôi. Các bạn nào mà đi nhiều thì sẽ tốn nhiều, mà bạn nào đi ít thì sẽ tốn ít. Đấy. Mình thì chạy mỗi tháng khoảng 400 cho đến 500 km ấy, thì hết khoảng là 4 sen tiền xăng các bạn nhé, 4.000 yên. Rồi ok, tiếp theo một cái tiền nữa mà mình phải chi trả đó chính là cái tiền bến bãi, tiền bãi đỗ xe. Cái tiền này thì mình đã trả một lần khi mà mình thuê nhà rồi, thế nên là có thể là mình sẽ không tính vào đây. Còn những bạn khác thì sẽ phải là mất tiền bến bãi. Đấy, mình lấy một cái ví dụ là bạn mình đi, bạn mình hiện tại bây giờ thì mỗi tháng mất khoảng là 3.000 yên, mất khoảng 3 sen tiền bãi đỗ xe nữa. Và ngoài ra có một cái phí nữa chính là cái phí đường bộ các bạn ạ. Cái phí đường bộ này thì họ thu theo năm. Ví dụ như năm nay mình mua ô tô thì sang năm thì mình sẽ phải đóng cái phí đường bộ của năm nay. Tháng 6 năm nay mình mua ô tô thì đến khoảng tháng 6 năm sau thì họ mới gửi giấy về cho mình. Trong khoảng một năm thì mình sẽ phải đóng khoảng là một man cho đến một man rưỡi. Cái phí đường bộ này thì nó còn tùy thuộc theo xe nữa các bạn ạ. Ví dụ là mình đi cái xe phân khối thấp thì cái phí đường bộ lại thấp, bởi vì là cái lượng khí thải thải ra môi trường ấy nó ít hơn các cái xe đời cao cấp. Ví dụ nha, cái xe của mình là cái xe có 660 cc thôi thì cái phí đường bộ nó sẽ rẻ hơn các cái xe 1.200 hoặc là 1.500 hoặc là 1.800, bởi vì các cái xe nhỏ này thì cái lượng khí thải ra môi trường nó ít hơn, thế nên là cái phí đường bộ nó sẽ rẻ hơn. Và cái phí này thì mình thấy họ có nói xe hết khoảng là một man ba cho đến một man rưỡi một năm, thì tính ra mỗi tháng là khoảng một sen cho đến hơn một sen thôi các bạn ạ. À. Đấy các bạn ạ, thì khi mà mình tính tổng các cái khoản mình vừa nói vào ấy thì sẽ dao động trong khoảng là từ một man 3 sen cho đến một man 5 sen tiền Nhật, và nếu mà tính ra tiền Việt khoảng là trên dưới 3 triệu các bạn nhé. Đấy, mình vừa nói cho dễ hiểu đó chính là trên dưới 3 triệu đồng chi phí là nuôi xe một tháng ở Nhật Bản. Một tháng thì hết khoảng một man rưỡi, còn nếu mà tính ra một năm thì sẽ hết khoảng là 15 cho đến 17 man đúng không mọi người? 15 17 man thì tính ra là khoảng 35 triệu. 35 triệu tiền Việt Nam, cái chi phí nuôi xe trong vòng 1 năm. Nói chung là đi làm ở Nhật Bản này thì trong vòng 1 năm thì sẽ mất khoảng 1 tháng lương để nuôi cái ô tô các bạn ạ. Để mà tính toán ra thì thấy nó cũng khá là tốn tiền đúng không? Thế nhưng mà khi mà nhìn về thực tế này các bạn, nhìn vào các cái tác dụng của nó thì thực sự là nhiều lúc cũng thấy có cái ô tô thì cực kỳ là tiện các bạn ạ. Đấy, ví dụ như là trời nắng, trời mưa này, hoặc là cần đi đâu gấp này thì có cái ô tô thì cực kỳ là tiện các bạn ạ. Đấy, và ngoài ra những bạn nào mà gia đình có em bé nữa thì thật sự là có cái ô tô cũng khá là ổn các bạn nhé. Rồi ok các bạn ơi, thì đó chính là cái chi phí mà nuôi xe của mình ở Nhật Bản. Mình tính toán theo cái mức chi tiêu của mình các bạn nhá, thì nó sẽ dao động ở khoảng là một man 3 sen cho đến một man 5 sen một tháng. Thì cái chi phí này chỉ là cái chi phí của riêng mình thôi, còn tùy vào mục đích sử dụng của mọi người thế nên là cái chi phí nuôi xe nó sẽ khác nhau, không phải là ai cũng giống ai đâu mọi người nhá. Đấy, mọi người bảo mình chia sẻ các cái chi phí nuôi xe của mình thì mình đã quay cái video và chia sẻ với mọi người. Đấy, bạn nào mà muốn biết cái gì về Nhật Bản, bạn nào muốn hỏi thêm cái gì về Nhật Bản thì có thể là bình luận cho mình biết, thì mình sẽ lại quay video và nói chuyện với các bạn. Đấy, nói chuyện với các bạn một lúc mà trời chuẩn bị tối rồi. Hiện tại bây giờ thì cũng là đầu tháng 9 rồi mà, thì cũng được gọi là mùa thu ở Nhật Bản rồi. Thế là trời tối rất là nhanh các bạn ạ. Đi làm về thì mình chỉ tranh thủ quay video nói chuyện với các bạn một chút thôi, thì trời nó tối các bạn. Rồi ok, bye bye, chào mọi người nhé, bye bye.